đây là Soya, cậu vừa mơ một giấc mơ về rồng nên đã lấy sách ra để dò xem thử giấc mơ đó báo hiệu điều gì. Đột nhiên cô hầu gái sống chung nhà với cậu là Jinko chạy vào để gọi cậu xuống ăn sáng. Cô nghĩ là cậu vừa làm trò biến thái gì đó nên mới giật mình nhưng cậu trong sạch nên không việc gì phải sợ. Lúc xuống ăn sáng, ta biết Soya còn sống chung với một người thầy có hình mèo nên ta sẽ gọi đây là cách sensei. Ăn sáng xong thì Soya đã lên đường đến trường, trên đường đi thì cậu có gặp cô bạn lớp trưởng cùng lớp cậu. Cô biết cậu lại quên tên cô, nhưng cô không trách vì cậu mới đến đây có hai tuần lúc ở lớp soya gần như chán đến muốn ngủ chưa đến thì cậu lại lên sân thượng để ăn một mình lớp trưởng đã lên đây và cô thấy soya đang chán nản vì hộp đồ ăn chưa toàn rau của cậu cô đã mời cậu đồ của bên cô cậu gặp ăn thì rất nước mắt vì đây là đậu phụ chứ không phải thịt lớp trưởng đã nói tên cô một lần nữa cho soya nhớ rằng cô tên là takama gahara tên dài như này không nhớ cũng đúng thôi soya đã hỏi lý do gahara chấp nhận nói chuyện với cậu dù chẳng ai có ý định đó Lý do cơ bản là bởi cô là lớp trưởng. Và lý do thứ hai là do cô cũng từng chuyển trường và gặp rắc rối trong giao tiếp như cậu nên cô thấy cảm thông với cậu. Gahara đã hỏi cậu về trường cũ thì cậu chẳng nhớ gì cả. Cậu đã mất ký ức trước khi chuyển vào nơi này. Khi tỉnh lại thì cậu đã ở cùng vài người lạ lẫm và biết việc gia đình của cậu có lẽ đã mất trong một cuộc tai nạn. Cậu thấy việc không còn ký ức như này đôi khi cũng tốt. Chiều hôm đó, lúc đang học như thường thì đột nhiên Soya à nhìn ra cửa sổ. Họ sau đó đã nghe tin là có một vật thể bay lạ từ ngoài biển đang hướng về đây nên đã yêu cầu người dân sơ tán cả lớp sau đó đã rời đi nhưng soya muốn ở lại đây để xem vật thể đó là gì nhưng gahara đã một mực kéo cậu đi vào sơ tán truyền hình sau đó đã có hình ảnh của vật thể bay kia nó là một con mèo với nhiều cánh tay bên dưới quân đội đã ngay lập tức điều động máy bay để tấn công nhưng tên lửa vừa chạm vào thứ đó đã ngay lập tức bị biến thành bông gòn nó sau đó còn tỏa ra một đợt sóng khiến các phi công vừa trúng đòn thì liền nhìn thấy hình ảnh gia đình mình họ ngay lập tức quên mất nhiệm vụ mà quyết định trở về bên gia đình học sinh và người dân lúc này đều đã nhìn thấy và biết được hình dạng của vật thể kia đột nhiên ở bến cảng có 7 người được chọn đã tập hợp ở đó họ sau đó bay lên và hóa thành một ánh sáng để bay về phía vật thể đó Jinko đột nhiên gọi đến cho Soya vì biết chắc là cậu đã nhìn thấy thứ vật thể đang bay đó cô muốn cậu hãy kiếm cớ ra sân trường vì họ sẽ đến đón cậu và giúp cậu tỏa sáng cậu cho rằng có 7 người như siêu anh hùng đã ra trận rồi nhưng Jinko đính chính lại rằng việc của cậu là ngăn chặn 7 người đó chứ không phải thứ vật thể kia cậu sau đó đã chạy ra ngoài và gặp Jinko cùng kết sensei ở ngoài cổng trường trong lúc đó một trong bảy người kia đã tìm được đường vào bên trong vật thể kia người này là torai vừa vào trong thì torai đã bị vật thể này gợi lại ký ức về vụ cháy năm xưa mẹ của anh ta lúc đó đã bị kẹt trong đám cháy và vì lý do này mà torai đã mong muốn được trở thành lính cứu hỏa vật thể này đã cho torai xem một viễn cảnh nơi anh có thể cứu được mẹ và cùng mẹ sống hạnh phúc về sau nhưng torai đã tự biết đây là mơ nên chỉ dành khoảng thời gian ít ỏi này để trò chuyện thêm với mẹ đồng đội đã gọi torai tỉnh lại nên anh ta đã tạm biệt mẹ đi để làm việc nốt nghĩa vụ anh ta sau đó tung một đòn và tiêu diệt hoàn toàn vật thể bay đó. Báo chí giờ đây đã bắt đầu tìm đến nên Torai đã bảo mọi người chia ra mà rời đi để tránh bị bám theo. Tối đó, Torai đã về núi để đi bộ về nhà thì ngay lập tức chạm mặt Soya và Kessensei. Jinko bảo Soya lấy lại nguồn sức mạnh từ Torai. Vừa nghe thấy vậy thì Torai đã bảo vệ phần cổ giúp họ biết vị trí của nó ở đâu. Kessensei đã nuốt lấy Soya và hóa thành một con robot nên Torai cũng biến hình luôn để chiến đấu. Soya thấy đối thủ to con hơn thì rén nhưng Jinko đã hứa sẽ cho cậu ăn thịt sau vụ này nên cậu có động lực lao lên đánh. Tuy không biết cách lái ra sao nhưng cách lái đã có kết sensei chuyển vào đầu cậu nên cậu đã vòng ra sau và bắt lấy Torai và ném đi. Cậu sau đó lao lên và tung một búa hạ gục Torai. Anh ta bị mất bộ giáp và sau đó thì bị Jinko cướp lấy nguồn năng lượng và ném qua cho Soya. Cậu vừa nhìn thấy thứ này thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó trong ký ức mà tức giận. Cậu thề là sẽ tìm 6 người còn lại và xử sạch họ. Sáng hôm sau, Torai đã đến trụ sở để báo cáo và anh giờ đây đã trở thành một kẻ vô dụng khi mất đi nguồn năng lượng dù là người mạnh nhất nhưng torai vẫn cam chịu vì bản thân đã sai sót nên mới để mất sức mạnh nhưng tổ chức đã muốn torai tiếp tục ở lại tổ chức để điều tra về kẻ đã lấy sức mạnh từ anh ta tổ chức này gọi những vật thể bay kia là nebula còn kẻ đã cướp đi sức mạnh của torai là chiến binh của nebula còn những chiến binh chống lại nebula như họ thì được gọi là paladin vì sức mạnh của paladin là thứ duy nhất để đánh bại nebula nên họ không được phép để mất nó và giải pháp của chỉ huy đưa ra chính là họ từ giờ sẽ hành động theo cặp để tránh bị phục kích, và giờ đây ta sẽ sơ lược qua về các thành viên trong đội này. Cô gái tóc cam này là Haru, tóc hồng này là Miu, cô gái tóc đỏ này là Benika. Anh trai tóc xanh lục này là Iosuke, cậu trai tóc xanh bên đây là Nezu và ông lão đây là Takezo. Ai nấy sau đó đã giải tán và ông Takezo đã xin chỉ huy ít tiền để tiêu. Nhưng chỉ huy mới đưa ông 30.000 yên cách đây vài ngày, việc hết nhanh như này chứng tỏ ông lại đem tiền đi ăn đồ sang chảnh nhưng ăn uống là điều duy nhất còn ý nghĩa với ông thấy ông cứ lèo nhèo nên chỉ huy đã bảo cô thư ký dẫn ông về trong lúc đó soya đã nhớ được ký ức của mình trước đây thì không còn muốn đi học nữa vì cậu không phải người đến từ thế giới này mà là được kết sensei đưa đến đây với cả cậu cũng không được ăn thịt như jinko đã hứa cậu vẫn sẽ tìm cách trả thù cho những người thân cũ của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không ghét kết sensei cậu sau đó bỏ vào trong phòng thì jinko đi qua do phòng cô ở cạnh phòng cậu cô cũng tức giận vì cậu không cảm ơn sau bữa ăn cậu đã cảm ơn cho qua chuyện và sau đó bỏ ra ngoài cậu mang theo cái guốc sắt rõ nặng và ra bờ biển ngồi cậu thề là sẽ trả thù và ngay sau đó thì đột nhiên gặp lại torai anh ta không nhận ra cậu nhưng cậu thì vẫn lo lắng sợ torai sẽ nhận ra nhưng ngay sau đó thì cậu để ý thấy anh ta ăn bánh bao thịt nên cứ dòng ngó anh ta hỏi sau nay cậu không đi học thì cậu cho biết bản thân cúp học hôm nay anh ta sau đó để ý thấy cậu dòng ngó thì đã cho một cái bánh bao anh ta hỏi cậu về một đứa nhóc tầm tuổi cậu đeo mặt nạ như tối qua cậu biết họ đang tìm cậu nhưng đã giấu mà nói không biết Torai sau đó rời đi thì đột nhiên quay lại bảo cậu hãy chạy đi. Anh ta để lại giày cho cậu chạy vì biết đôi guốc sắt của cậu chạy rất khó. Nebula đã xuất hiện một lần nữa và lần này nó là hình dạng của một con lợn. Truyền hình lại đưa tin nhưng lần này chỉ có 6 người xuất hiện khiến họ thắc mắc, còn Soya thì lại không được ăn thịt do bánh này nhân đậu. Đội Paladin lúc này đã bắt đầu bay đến chỗ Nebula và những con lợn nhỏ đã được phát tán ra, tuy nhiên đám này chẳng gây sát thương quá nhiều, nên thứ họ chỉ cần lo là ảo ảnh lúc vào trong Nebula. Jinko lúc này cho Soya biết rằng họ và thứ kia đều là người của Nebula. Nebula là một tổ chức ngoài vũ trụ. Tuy nhiên họ có hai phe, một phe là hòa bình và một phe là niêm phong. Vì con người giờ đây đang bắt đầu mạnh lên nên phe hòa bình của họ buộc phải tịch thu bớt sức mạnh của nhân loại để họ tiến hóa và phát triển ở mức độ vừa phải. Còn phe niêm phong thì muốn ngăn cản hoàn toàn và diệt trừ bớt loài người. Trong lúc đó, cô bé Miu đã vào được trong Nebula Hell, cô bé biết là sắp gặp ảo giác. Nhưng ảo giác của cô bé là trận đấu cùng cô bạn Haru năm xưa. Cả hai đã là bạn từ lâu và rất thích thú về việc được đấu võ với nhau, như lúc đó đã thắng và cả hai càng thân nhau hơn từ đó. Vì Haru vốn có cơ thể lớn hơn bạn cùng trang lứa, nên khi Mew mạnh lên thì Haru cũng vui lây. Do đó cả hai xem nhau là cặp đôi mạnh nhất. Mew sau đó đã đấm một cú để phá vỡ Nebula và thoát ra ngoài. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã chia cặp để ra về như dự định. Haru đã đi cùng Mew thì bất ngờ chạm mặt Soya, cậu đã yêu cầu họ giao ra nguồn năng lượng nhưng tất nhiên là cả hai không chịu buộc Soya phải biến hình. Miu và Haru cũng ngay lập tức biến hình và Miu đã mở màn bằng một pha lan thẳng đến chỗ Soya. Cậu né được thì bị Haru lao đến bắt lấy và ném vật ra sau. Cậu vừa lùi lại thì bị Miu lao đến hút cho một cú bay ra xa. Cô nhóc sau đó spam lại cú đấy thêm một lần nữa thì bị cậu bắt bài và đấm bay lên trời. Cậu sau đó gia tăng uy lực cho cú đánh và đập vỡ được bộ giáp của cô nhóc. Jinko đã bay lên lấy đi lọ năng lượng và Haru cũng đã phải nhảy lên để đỡ lấy Miu. Jinko và Kessensei muốn đến đây là về được rồi, nhưng Soya vẫn muốn đánh tiếp và đó đã là sai lầm khi ngay lập tức bốn người còn lại cùng chỉ huy của paladin đã tìm đến để bao vây soya kessensei muốn cậu tranh thủ chạy đi nhưng cậu đã từ chối và quyết định đánh luôn bằng mọi giá vì cậu không phải kẻ xâm lược mà là kẻ đi trả thù cậu sau đó bắt đầu né đòn và sớm bị haru bắt lấy cậu đã tung búa đập vỡ một tay của cô bé nhưng cô bé đã dùng tay còn lại để giữ chặt cậu soya đã đổi hướng tung búa và phá nốt tay còn lại của haru để thoát ra cậu sau đó định lao đến xử chỉ huy thì ông liền né đi và kích hoạt bộ giáp của riêng mình ông sau đó tung một đòn pháo bắn vỡ chiếc búa của soya ông sau đó đã ném cậu bay vào vách đá mới bị ông nung chảy trước đó kessensei không còn cách nào khác ngoài dùng đến con bài tẩy ông đã gọi xuống một phiên bản khổng lồ của bản thân và ném soya vào miệng rồi ngồi lại đấy nhóm paladin sau đó không dám liều nên quyết định rút lui haru đã hét lên và muốn soya lần sau hãy đấu một một với cô bé soya sau đó đã thấy một cuộc tranh luận giữa chỉ huy của hai phe hòa bình và phe niêm phong chỉ huy phe hòa bình chính là kessensei còn chỉ huy bên niêm phong lại là một con chó Cả hai đã tranh luận một lúc thì đường ai nấy về. Còn Soya thì tỉnh lại và biết vừa rồi chỉ là mơ. Cậu sau đó gặp lại Jinko và Kessensei. Họ cho biết cậu đã hôn mê được 3 ngày do sử dụng quá nhiều sức mạnh. Con mèo khổng lồ kia thật ra là tàu vũ trụ của Kessensei và nó được kết nối với căn nhà này. Nhóm Paladin thì đã rời đi. Truyền hình sau đó đã đưa tin về việc Kessensei khổng lồ vẫn ở trên núi. Kessensei chưa thể đưa nó đi được vì đang bị thương ở tay sau phát bắn của chỉ huy phóng viên đã phỏng vấn gahara về việc này thì cô thấy lo sợ vì soya đã biến mất suốt nhiều ngày và chưa trở lại trường cậu biết bản thân sẽ phải đi học lại sớm và cũng xin lỗi jinko vì những lời lẽ xấu tính trước đó trong lúc đó haru đang ra sức luyện tập để sắp tới tái đấu với soya cậu lúc này đã quay lại trường và gahara đột nhiên gọi cậu cuối giờ học hãy đi cùng cô cô đã dẫn cậu đến câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí vì cậu vài ngày trước có vẻ hứng thú khi nebula xuất hiện cô nhận ra cậu lại quên tên cô nên cô đã nhắc lại tên của bản thân cậu nhận ra gahara chỉ là họ của cô còn tên thật của cô là nozomi lý do cô không thích cái tên nozomi vì nó nghe khá giống tên của một ông già chủ tịch câu lạc bộ sau đó đã đến đây và rất thích thú khi nghe nozomi bảo rằng soya sẽ là thành viên mới của họ phần thủ tục đã được bỏ qua rất nhanh theo lời chủ hội thì câu lạc bộ này có hai thành viên không bao giờ xuất hiện và một trong số đó chính là nezu thanh niên tóc xanh của paladin này cậu ta đã tốt nghiệp một năm trước nhưng vẫn thi thoảng về trường chơi nezu cho biết là cậu có thể mượn sách ở đây mang về đọc nếu thích thú Nezu sau đó nói nhảm một đống thứ linh tinh chỉ để cho ngầu. Họ sau đó đã bắt đầu ngồi nghiên cứu và trong lúc Soya đang đọc sách về quái vật hồ Loch thì đột nhiên Nozomi tìm được ít thông tin về bệnh mất trí nhớ của Soya. Nezu nghĩ việc mất trí nhớ này là ngầu như chủ hội cho rằng đây không phải việc để đem ra đùa. Nezu vẫn nhận thấy Soya có đôi chút quen thuộc nhưng cả hai đều không biết nhau trước đây nên đành bỏ qua. Nezu và Soya sau đó đã ngồi chơi cờ vây với nhau và Nezu vẫn chơi dở game này như ngày nào. Tối đó, Nezu cùng chủ hội đã về chung. Còn Nozomi thì về cùng Soya. Vừa đi trên đường, Nozomi vừa thấy vui vì đã giúp Soya thấy vui vẻ hơn với trường học. Nozomi sau đó đã đến nhà nên về trước. Soya sau đó vừa về nhà thì nghe tin là lại có Nebula. Nebula lần này là những đứa bé bay ngược, tuy số lượng nhiều nhưng điểm yếu vẫn chỉ có một. Thế là Haru đã sớm tìm được vị trí của điểm yếu và bay vào trong, Nezu cũng bay vào theo, cả hai sau đó đều nhìn thấy ảo ảnh. Của Haru là ảo ảnh về Miu, Miu rất thích Haru vì ngày trước Miu từng bị một tên bắt nạt và Haru đã ném tên đó lên bàn. Do đó Miu muốn mạnh lên để được như Haru, còn Haru thì lại thích dáng vẻ dễ thương như công chúa của Miu. Cô đã được trở thành công chúa của Miu nhưng rồi cũng phải sớm ra tay phá vỡ đi giấc mộng đẹp này. Cô đã thoát ra nhưng đúng lúc này thì Nezu cũng đột nhiên rơi xuống còn bộ giáp thì đã bị phá hủy. Soya ở trên tàu của các sensei và quan sát thì mới bất ngờ vì đàn anh Nezu của cậu lại là một paladin. Quay lại trước đó, Nezu đã nhìn thấy cảnh bản thân được nữ thần lựa chọn, một là trở thành nam sinh duy nhất của trường nữ sinh, hai là làm quản lý cho các idol nữ nhưng một lựa chọn thứ ba đã đến là em gái cậu ta vừa trúng sổ số 1 tỷ. Bố mẹ sau đó xuất hiện và cho cậu ta biết cậu ta còn có một người chị họ ngực khủng, đắm chìm trong giấc mơ này thì không phải ai cũng có thể thoát ra. Do đó khi Haru phát được Nebula thì Nezu đã không còn tỉnh táo để kích hoạt sức mạnh nữa. Sau khi đỡ lấy Nezu thì Haru đã bay đi tìm Soya, hai người nữa cũng đi theo nên chỉ huy đã nhờ ông lão đưa Nezu về đây. Miu muốn đi tìm Haru nên chỉ huy phải nhờ Torai đi theo bảo vệ cô bé. Haru sau đó đã bay lên chỗ tàu của Ket Sensei để tìm Soya. Kessensey vẫn đánh được nên cậu đã chấp nhận giao đấu. Hai người ở ngoài sẽ can thiệp nếu mọi chuyện đi quá xa. Soya sau đó đã lao lên trước và tung búa để tấn công thì Haru né được. Haru sau đó đã chủ động lao đến để đáp trả lại thì bị Soya tung một búa phá vỡ tay. Nhưng Haru định thí một cánh tay để lấy cơ hội đánh trả lại Soya, nhưng cậu đã kịp xoay người lại và đập vỡ tay kia của Haru. Tuy đã mất hai tay nhưng Haru vẫn tự tin bản thân đánh được và sau đó đã mọc lại hai tay mới. Ai nấy đều nhận ra Haru đã sử dụng quá nhiều sức mạnh. Haru trước đây đã thấy Miu khóc lóc ra sao khi thua trận đấu nên cô đã hứa là sẽ giúp Miu trả thù và Haru đã thật sự giành chiến thắng trong giải đấu chỉ nhờ vào lời cổ vũ từ Miu. Và giờ đây cô tự tin bản thân sẽ làm lại điều đó. Miu sau đó đã đến cổ vũ cho Haru một lần nữa khiến cô mất tập trung. Soya đã chấp cơ hội mà lao lên tung một đòn trực diện vào Haru. Haru dù biết bộ giáp sắp vỡ nhưng vẫn cố đánh trả Soya bằng toàn lực. Ngay sau đó cô lại cố khôi phục lại bộ giáp và khiến nó biến thành một con rồng. Vốn dĩ nguồn sức mạnh trong những chiếc lọ mà nhóm Paladin sở hữu là từ con rồng đã phá hủy quê hương của Soya, nó đã bắn một quả cầu bay thẳng vào thành phố và khiến cả một vùng bị thiêu cháy. Và theo lời kết Sensei thì sức mạnh tâm linh của Haru đã tương tác với sức mạnh của con rồng để rồi nó bị khuếch đại quá mức mà mất kiểm soát. Benika và Iosuke đã cùng lao vào để kiểm soát lại Haru nhưng lại chỉ bị con rồng quật văng. Họ đã đứng lên và tiếp tục bám lấy nó và yêu cầu Soya hãy giúp đỡ và dẹp vụ hiểm khích sang một bên. Cậu đã nhân lúc hai người kia giữ lấy con rồng để cầm búa lao đến, nhưng con rồng đã bay lên và hất hai người kia xuống dưới. Nó sau đó đã bắn một quả cầu lửa xuống dưới và Torai đã nhanh chóng đưa Miu rời đi và khuyên cô bé không nên ở lại để tránh làm vướng chân mọi người. Soya sau đó có hỏi Kết Sensei có bay được không thì ông bay được, nhưng đó là con bài tẩy. Tuy nhiên giờ mà không bay được thì họ chỉ có chờ chết nên chi bằng đem ra dùng luôn. Tàu của Kết Sensei sau đó đã ném ra một thứ gì đó và Soya đã nhờ Iosuke ném cậu lên trên. Cậu sau đó nhận thấy con rồng cũng lao đến nên đã nhanh chóng cố gắng bắt lấy đồ tiếp tế và nhận thấy đó là một lo nước. Cậu đã uống lấy nó và bắt đầu biến đổi lại bộ giáp của Ket Sensei, cánh đã mọc ra và tay cũng hồi phục lại, nhưng Ket Sensei cho biết ngày mai thì hậu quả mới đến sau. Cậu tạm thời mặc kệ mà tạo ra một cặp vuốt và lao đến chém hàng loạt nhát vào con rồng, nhưng nó vẫn hồi phục lại được. Nó định phun cầu lửa thì Benika và Iosuke đã đứng đỡ cho cậu, như lúc này thật sự muốn quay lại nên Torai đã quyết định giúp cô bé. Cả hai sau đó quay lại và ra sức gọi Haru tỉnh lại. Jinko thấy Miu thì đã đưa tay và quyết định giúp cô bé gọi Haru tỉnh lại. Cô sau đó bay lên và gọi Soya hãy giúp cô và Miu đến được chỗ của con rồng. Cậu chỉ cần đưa cả hai đến đó rồi ném đi, phần còn lại Jinko sẽ lo liệu. Cậu đã đồng ý làm theo và rồi ném họ về phía con rồng. Jinko đã đưa Miu vào thẳng miệng con rồng và để nó nuốt lấy cả hai, nhưng nhờ đó mà Miu đã đến được chỗ của Haru và đánh thức Haru dậy. Haru đã tỉnh lại và con rồng sau đó cũng tiêu tan, phe Paladin và nhóm của Soya sau đó cũng đã ra về. Jinko đã lấy đi nguồn năng lượng từ Haru nên vụ lần này không quá lỗ. Nhiêu cũng quyết định là sẽ cùng Haru rút khỏi vụ này nên Soya có thể lấy đi nó. Sáng hôm sau, vụ nổ vào khu dân cư tối qua đã không gây thiệt hại gì do người dân gần đó đã sơ tán. Soya và Kessensei giờ đây thì đau muốn nổ đầu do chơi thuốc quá liều tối qua. Đồng thời trong lúc đó, Benika đã hỏi mục đích của chỉ huy là gì thì ông cũng thành thật là bản thân muốn tạo ra một đội quân để chinh phục thế giới. Benika nghe vậy thì đã quyết định trả lại nguồn năng lượng và rút khỏi vụ này luôn. Sáng hôm sau. Iosuke và ông Takezo đã đi ăn cùng nhau và ông cho biết năm xưa lúc ông và vợ đi dạo trong đêm thì đã bắt gặp một ngôi sao rơi xuống đất. Cả hai đã đến xem thử thì bắt gặp một đứa bé trong đó. Cả hai đã đem đứa bé về nuôi và đứa bé đó giờ đây chính là chỉ huy của họ. Iosuke rất sốc nhưng ông đột nhiên bảo là bản thân chỉ đùa thôi. Còn với Soya, lúc ở trường, Soya đã ngủ gục thì bị thầy gọi dậy. Cậu bất ngờ gọi anh trai khiến Nozomi khá bất ngờ lúc đến câu lạc bộ. Hội trưởng có nhắc đến việc người ta gần đây bàn tán khá nhiều về con mèo to lớn ở trên núi họ cũng lo là thành phố này sẽ trở thành chiến trường và họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động câu lạc bộ đột nhiên nezu tìm đến đây để trả sách cậu ta cho biết từ giờ sẽ không đến câu lạc bộ nữa vì gia đình sắp chuyển đi ai nấy đều nhận thấy nezu không còn tăng động như trước nữa mà giờ đây trông chán đời ra hẳn tối đó lúc ra về nozomi đã hỏi nezu có giống anh trai của soya không thì cậu bảo không khiến cô nhận ra cậu đã có lại ký ức soya bắt đầu bỏ chạy khiến cô phải đuổi theo cô đã tóm được soya và hỏi chuyện từ soya thì cậu thú nhận bản thân là người từ hành tinh khác và cậu đã nói ra một đống thứ linh tinh chỉ để kết luận rằng cậu không phải kẻ đang cố tấn công thành phố, nhưng điều Nozomi để tâm là cô không muốn ép cậu nói ra hết chi tiết mọi việc, vì cô sợ cậu sẽ lại nghỉ học, cả hai sau đó đã xin lỗi nhau và rồi ra về, Nozomi muốn Soya hãy tiếp tục bảo vệ thành phố, nhưng cậu không hề làm điều đó, Jinko xuất hiện và cho rằng cậu thật sự đã bảo vệ thành phố vì cậu đã tiêu diệt con rồng lần trước. Ngày hôm sau, một vũ khí Nebula nữa lại được gửi đến. Giờ đây chỉ còn hai con người chiến đấu nữa là Iosuke và ông Takejo. Do Iosuke mà bỏ đi nốt thì ông sẽ phải chiến đấu một mình mất. Nozomi biết Soya đã rời đi là để chiến đấu bảo vệ thành phố nên cô chỉ hy vọng là Soya sẽ thành công. Trong lúc đó, vũ khí Nebula là một con rùa với bát cơm và con rắn trên lưng đang bắt đầu bắn những viên đạn vào hai Paladin. Nó sau đó còn xả ra một cơn mưa cơm và Jinko nhận thấy bên niêm phong đang cố chấm dứt mọi thứ ở lần này. Các Paladin đã tìm được điểm yếu của Nebula nên ông Takezo đã sung phong đi vào trong. Theo lời Jinko thì vũ khí Nebula kia sẽ cho người tiếp xúc với nó một giấc mơ nhẹ nhàng. Giấc mơ sẽ biến tham vọng và mong muốn của họ thành sự thật. Giấc mơ đó sẽ lấp đầy những khoảng trốn trong tim họ. Việc lất đi động lực sẽ khiến con người không còn muốn cố gắng tiến lên phía trước nữa. Giấc mơ tuy không làm ai bị thương, nhưng nó sẽ khiến một con người không còn khát vọng nữa. Đó chính xác là điều đã xảy ra với Nezu. Ông Takezo lúc này đang hưởng thụ tiên cảnh với đồ ăn ngon và những cô gái xinh đẹp xong thì quyết định dừng lại được rồi ông sau đó đã thoát ra thì gặp lại hình ảnh của vợ và giờ đây ta biết ông chính xác là cha nuôi của chỉ huy và vì ông đã để chỉ huy lớn mạnh như bây giờ nên ông có nghĩa vụ theo chỉ huy đến cùng ông sau đó đã thoát ra nhưng con rắn vẫn chưa bị tiêu diệt vì nó là cá thể riêng biệt với con rùa con rắn sau đó lao nhanh về phía thành phố cả hai paladin đã không theo kịp buộc soya phải lao ra đối phó với con rắn cậu lại xài thuốc và bất chấp việc ngày mai sẽ lại lãnh đủ benica đã hiểu ra lời soya nói đêm đó là đúng rằng Nebula có hai phe đối lập nhau. Soya với cặp móng vuốt sau đó đã nhẹ nhàng chém vụn con rắn và bảo vệ cho khu phố. Nozomi cũng biết đây chính là Soya. Thành phố đã được cứu nhưng ông Takezo đột nhiên rút kiếm lao đến tấn công Soya. Ông muốn họ cứ đánh như những lần trước cho đúng quy trình. Ông đã hỏi Soya về lý do cậu chiến đấu là gì. Cậu đơn giản là chỉ chiến đấu vì những thứ cậu muốn bảo vệ và đánh bại những kẻ đe dọa đến những người mà cậu muốn bảo vệ. Ông sau đó đã tích tụ cho một nhát chém cực đại. Cậu sau đó đã lao đến và đồng thời trong lúc đó, cô thư ký của chỉ huy giờ đây đã bắt đầu lộ mặt thật. Cô cho biết thời gian làm thư ký của cô đã kết thúc và giờ cô sẽ trở lại với vai trò làm phiên dịch viên và trợ lý của chỉ huy chó bên phe niêm phong. Cô cho biết giờ đây trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra. Cô sau đó đã biến hình cùng chỉ huy chó và bắt đầu chiến đấu với chỉ huy phe Paladin. Quay lại với Soya, cậu và ông Takezo đã cùng lúc tung ra một chiêu duy nhất để định đoạt kết cục trận chiến. Soya là người đã giành chiến thắng. Ông Takezo sau đó được Iosuke đỡ lấy và lúc tiếp đất. Ông đã trao trả lại nguồn năng lượng cho Soya. Iosuke cũng trả luôn và cả hai có hỏi cậu từ giờ chắc không còn lý do để chiến đấu nữa nhỉ. Nhưng cậu cho biết là vẫn còn một nguồn năng lượng lớn nhất là cậu chưa lấy lại được. Chỉ huy Paladin lúc này đang tỏ rõ việc bản thân là kẻ trên cơ so với chỉ huy chó bên kia. Thật ra lý do cơ bản là vì chỉ huy chó nhận thấy chỉ huy Paladin không ngần ngại tung chiêu để phá hủy thị trấn do đó chỉ huy chó phải cố gắng tránh né ra sao để không gây tổn lại đến chính thị trấn này tránh né mãi không phải là cách nên chỉ huy chó đã tạo ra một cái đầu sói để tấn công chỉ huy paladin nhưng chỉ huy chó đã chỉ tấn công vào tay của chỉ huy paladin do sợ đòn tấn công sẽ giết chết ông ta ông ta sau đó đã mọc lại tay và hỏi lý do chỉ huy chó quan tâm đến sinh mạng của con người trong khi nebula đang cố xâm lược trái đất chỉ huy chó cho rằng họ chỉ muốn chấn áp sự tiến hóa của loài người chứ không phải tiêu diệt họ nhưng chỉ huy paladin cho rằng việc kiểm soát giống loài khác chỉ vì lý do riêng thì chắc khác nào xâm lược chỉ huy paladin hỏi cô thư ký về lý do cô ta cho ông thông tin về bên nebula từ trước để làm gì thì cô làm vậy là bởi chỉ huy chó muốn phe con người được công bằng đáp trả lại nhưng chỉ huy paladin đã nói ra lý tưởng của bản thân rằng ông ta muốn trở thành một kẻ có sức mạnh tuyệt đối đứng trên mọi thứ và ông ta sẽ đàn áp và ngăn chặn những kẻ khác sử dụng bạo lực bằng quyền lực của bản thân từ đó cả thế giới sẽ không còn bạo lực nữa chỉ khi đó trái đất mới trở thành một nơi bình yên, ông ta sau đó đẩy lùi được chỉ huy chó buộc chỉ huy chó phải lấy ra một tấm khiên. Thứ này sẽ hút lấy đòn tấn công của chỉ huy Paladin và chuyển nó sang một không gian khác. Nhưng dù đã hút thì sức mạnh của chỉ huy Paladin vẫn còn quá nhiều. Chỉ huy chó nhận thấy chỉ huy Paladin rất giống con rồng đã phá hoại hành tinh của Soya. Thứ giống nhất chính là tinh thần công lý một cách mãnh liệt. Chính vì vậy nên con rồng đó mới bị buộc phải tiêu diệt và bị ném xác vào không gian. Ông nghi ngờ chỉ huy Paladin chính là tái sinh của con rồng đó. Chỉ huy Paladin nhận thấy đánh tầm xa không có tác dụng thì liền lao đến đánh trực diện. Cả hai bên sau đó liên tục đánh nhau điên loạn ở trên trời buộc Soya phải làm gì đó. Nhưng Kết Sensei muốn cậu hãy về tàu một lúc. Ông Takezo đã nhờ Soya con trai ông là Takashi lại bằng cách tước đi nguồn sức mạnh. Mất đi sức mạnh thì Takashi sẽ trở lại ngoan ngoãn như xưa và ông cũng nhờ cậu chuyển lời tới Takashi rằng sự tử tế để đối mặt với những điều bất công còn quý giá hơn sự công lý. Cậu sau đó đã bay đi và đứng trên đầu của con tàu và Jinko cũng đã vào trong để điều khiển cùng cậu. Cô bảo cậu cứ đứng chờ ở đây, chỉ huy chó sau đó đã dùng một cánh cổng để bắt Takashi lại. Thứ này sẽ dịch chuyển ông ta đến một nơi đã được định sẵn. Và nơi đó bất ngờ lại là ngay trước mặt Soya, cậu đã đẩy ông ta bay thẳng một mạch xuống khu phố đã được sơ tán. Ông ta đã hóa rồng đáp trả thì bị cậu tung một búa thẳng mặt. Ông ta sau đó cũng đã hóa rồng hoàn toàn nhưng Soya vẫn không sợ mà biến ra hai búa để lao đến nhưng đuổi theo một hồi thì cậu sớm bị ông ta đẩy ra takashi vẫn còn giữ được lý trí khiến việc đấu lại ông ta giờ rất là khó chỉ huy chó và cô thư ký lúc này đã về tàu và cô thư ký không nghĩ phe hòa bình sẽ thắng được takashi nhưng chỉ huy chó đoán chắc là có thể takashi quyết định sẽ dồn hết vào một đòn hủy diệt cực mạnh jinko nhận ra sự nguy hiểm nên bảo soya tránh đi nhưng cậu đã chọn đứng đây để đỡ lấy và chuyển hướng đòn đó để nó không gây hại đến thành phố Cậu sau đó đã lao đến và né đi đòn trưởng của con rồng và bắt đầu đẩy miệng của nó hướng lên trên. Cậu biết Kessensei sẽ là người khổ nhất sau vụ này nhưng vẫn xin thầy hãy cố giúp cậu. Cả ba sau đó đã đẩy được đầu của con rồng lên trời. Takashi sau đòn đó đã kiệt sức thì ngay lập tức bị Soya đẩy đi chỗ khác. Cậu đã đẩy ông ta bay đến chỗ tàu của Kessensei và khiến bộ giáp của ông ta vỡ ra. Cậu cũng lao ra khỏi bộ giáp để sống mái với ông ta. Ông ta đã tung nắm đấm vào thẳng mặt cậu thì cậu đã cầm guốc sắt trên tay để đấm lại vào mặt ông ta. Cậu đã nói mấy lời của ông Takezo cho ông ta nghe nhưng cậu không nhớ kỹ nên cũng chẳng nói ra được rõ ràng. Tuy nhiên Takashi vẫn hiểu ý cậu nên cảm thấy bản thân có vẻ đã đi quá xa. Ông ta sau đó cũng kiệt sức mà ra đi rồi tan thành cát bụi. Cuộc trả thù của Soya dường như đã kết thúc. Hôm sau, Kessensei với thương tích đầy mình đã nằm ở nhà cùng Soya. Cậu lúc này đây đã mơ về một chuyện ngày trước, năm xưa. Người dân trên hành tinh cậu đã đi xâm chiếm tộc người của Jinko. Jinko là công chúa của tộc người này và cô có năng lượng tâm linh rất lớn. Cô đã đứng ra bảo vệ người dân nhưng sức mạnh của mình cô là không đủ. Ngay lúc đó thì Kessensei đã đến cứu tộc người của Jinko. Đột nhiên quân lính bên kia nghe tin hành tinh của họ đang bị con rồng tấn công nên đã quay đầu trở về. Jinko đã hỏi Kessensei là ai thì ông cho biết bản thân là người của Nebula. Một tổ chức mới phát triển gần đây nơi đó xây dựng chính quyền từ những chủng tộc chọn dùng tình yêu để tiến hóa kessensei sau đó quyết định đi ngăn con rồng lại jinko đã xin đi theo và để người dân của cô được gia nhập vào nebula kessensei đã để cô vào trong bộ giáp và rồi bay đi chỉ huy chó đã hỏi kessensei đang tính làm gì thì kessensei cho biết chỉ bản thân là người kịp bay đến giải cứu hành tinh đang bị con rồng tấn công ông cho rằng con rồng đó đang bị công lý che mờ mắt nó sở hữu sức mạnh lớn nhất vũ trụ nhưng nó sẽ tự kết liễu bản thân sau khi hủy diệt cả hành tinh kia do đó ket sensei muốn cứu cả con rồng lẫn hành tinh đó chỉ huy chó cho rằng đó là số phận của con rồng và người dân trên hành tinh đó nên ket sensei hãy bỏ cuộc sớm đi nhưng ket sensei vẫn muốn làm mọi thứ có thể nên chỉ huy chó chỉ hy vọng ket sensei hãy an toàn trở về vừa đi qua cánh cổng đến hành tinh kia thì jinko đã nghe thấy nhiều tiếng la hét dưới kia ket sensei nhận ra cô có khả năng thần giao cách cảm Ông muốn cô hãy bảo vệ não của bản thân nhưng cô muốn dùng năng lực này để xác định vị trí của con rồng trước. Con rồng sau đó đã bay thẳng lên chỗ của họ nhưng Sensei muốn Jinko tìm thử xem còn ai sống sót hay không. Họ đã tìm được Soya và đưa cậu vào trong bộ giáp. Sensei sau đó đã bay lên tìm con rồng thì nó đang hủy diệt đội quân của hành tinh kia. Nó nhanh chóng quét sạch họ và rồi phát hiện ra Sensei. Ông hỏi lý do nó diệt chủng cả một hành tinh thì nó cho rằng hành tinh này chỉ có những ác quỷ chuyên đi xâm lược hành tinh khác nhưng ket sensei vẫn cho rằng người dân vô tội mà nó đã sát hại là không ít nó không tin hành tinh đó có người dân vô tội và cảm nhận được soya trong kia ket sensei muốn nuôi nấng soya và biến cậu thành sứ giả của tình yêu để chứng minh cho nó thấy là nó đã sai nhưng ngay sau đó thì chỉ huy chó đã đưa đội quân với sức mạnh tâm linh của bản thân đến họ sẽ dùng khả năng thần giao cách cảm để phá hủy trí óc của con rồng và thế là ket sensei đã không còn cơ hội để chứng minh cho con rồng thấy nó đã sai nữa soya sau đó thức dậy và ăn sáng để chuẩn bị đi học Jinko đã làm bữa trưa cho cậu để cậu mang đi. Cậu sau đó gặp lại Kết Sensei và bảo ông đừng cố quá vì ông ra nông nỗi này là do cậu. Lúc đến trường, cậu nhận thấy đa số mọi người đều đã chuyển đi sau những nguy hiểm vừa qua. Nhưng Nozomi thì vẫn ở lại với cậu. Cậu sau đó đã mừng vì cô vẫn còn ở lại đây với cậu. Chưa đó, lúc cậu lên tầng thượng nằm thì bất ngờ gặp một cô gái. Cô ta chính là thư ký của chỉ huy chó cải trang thành. Cô ta đã thôi miên Soya để cậu đi cùng cô ta nhưng nozomi đã đến đây và hỏi đây là ai cô ta đã thử thôi miên cả nozomi nhưng do nozomi đeo kính nên không bị ảnh hưởng thấy vậy thì cô ta đã kiếm cớ chuồn đi và bỏ soya lại nozomi sau đó đã chất vấn soya và cậu cũng chỉ có thể trả lời dựa trên những gì cậu biết lúc về phòng câu lạc bộ soya gần như ngồi đờ đẫn một góc lúc ra về nozomi đã hỏi cậu mấy hôm nay đờ đẫn chuyện gì thì cậu cho biết là bản thân đang hơi bối rối vì quá nhiều chuyện đã xảy ra và trận chiến thì đã kết thúc nghe vậy thì nozomi đã đề xuất muốn được đi chơi và ăn mừng với soya sau trận chiến vừa rồi cô sau đó đã ra về trước còn soya thì đột nhiên gặp lại anh trai cậu nhưng cậu nhận ra đây không hẳn là anh trai cậu nên người đó đã nói thật rằng bản thân là tộc người từ thiên đường họ không có hình dạng cụ thể nên mới dùng tạm bất cứ hình dạng nào mà họ nghĩ là thích hợp nhưng cậu không muốn người này dùng hình ảnh của anh trai cậu cậu đã bóp nát cái xích đu và người từ thiên đường cho biết cậu có vẻ đã thức tỉnh năng lực tâm linh của mình người này muốn nhờ Soya một việc nhưng sẽ để lần sau rồi tính và cuộc chiến của cậu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc người từ thiên đường bỏ đi đột ngột mà chưa cho Soya một câu trả lời thích đáng nào khiến cậu rất tức giận cậu sau đó giật xét ra xung quanh khiến cô thư ký kia phải lộ mặt cô ta tên thật là Shiraiji và cô ta định thôi miên cậu để cậu quên việc cả hai bên gặp mặt nhau tối nay nhưng Jinco đã đến che mắt cậu lại để cậu không bị thôi miên. Benika lúc này cũng nói thẳng là cô cùng Iosuke sẽ tham gia phe niêm phong của chỉ huy chó để ngăn cản sự tiến hóa của loài người. Vì cô lo rằng nếu loài người tiến hóa quá nhanh thì họ sẽ biến trái đất thành một nơi như thế giới cũ của Soya. Một thế giới bị quân sự hóa và đi xâm chiếm các hành tinh khác, Takashi giờ đây đã không còn nên cuộc chiến sẽ chỉ là của phe hòa bình và phe niêm phong. Ba người kia sau đó đã rời đi còn Soya thì không hề có ý định muốn chiến đấu nữa. Vì cậu chẳng còn động lực nào cả. Vài ngày sau. Benica đã đến gặp Torai để cho anh ta biết tình hình gần đây, còn lọ năng lượng cuối cùng được Benico bàn giao lại trước khi nghỉ việc thì đã bị Jinko lấy đi nốt. Benica đã hỏi Torai về chuyện mà cả hai đã bàn trước đây thì Torai cho biết nếu được thì bản thân cũng sẽ gia nhập phe niêm phong. Nhưng anh ta xem bản thân khá là vô dụng nếu không còn sức mạnh. Nghe vậy thì Benica quyết định sẽ không kéo Torai vào vụ này vì cô không muốn dạy Torai sử dụng sức mạnh tâm linh bởi thứ này rất nguy hiểm. Cô sau đó bay đi và ta quay lại với Soya. Nozomi đã đến rủ Soya đi chơi đâu đó như đã hẹn cả hai sau đó đến thủy cung nhưng nơi này đã đóng cửa do trận chiến vừa rồi đã khiến lũ cá gặp vài tình trạng kém phát triển Soya nghĩ là do bản thân nhưng cô cho rằng cậu không có lỗi vì đã bảo vệ thành phố cô chỉ đang cố giúp cậu tận hưởng những thứ đẹp đẽ nhất của thành phố mà cậu đã cứu cả hai sau đó đã ra bờ hồ chơi và shiraishi nhìn cả hai như đang hẹn hò mà cay cú nên quyết định xuống phá đám ngay sau đó thì yosuke và chỉ huy chó tìm đến Iosuke đã trở thành trợ lý mới kiêm phiên dịch viên cho chỉ huy chó. Ông ta muốn biết lý do cô tham gia vào phe niêm phong này, nhưng cô không muốn bày tỏ quá nhiều nên chỉ huy chó đã làm ra một bồn tắm nước nóng để gắn kết họ lại với nhau. Benika sau đó vẫn đồng ý tắm chung và Iosuke nhờ làm phiên dịch nên cũng được vào chung. Benika cho biết năm xưa, cô từng làm cảnh sát và vào năm đầu làm việc. Cô đã được dạy dỗ và làm việc chung với người thám tử mà cô ngưỡng mộ. Vào một vụ án, cả hai có nhiệm vụ là phải bắt một đứa trẻ vị thành niên có mang theo súng. Vị thám tử đã đưa hai tay lên và tiến đến gần để trấn an đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ đó đã nổ súng buộc thám tử phải chạy đến cướp súng và không chế nó. Cô cứ tưởng thám tử không trúng đạn nhưng vết máu dưới tuyết đã đá bay suy nghĩ vừa rồi của cô. Thám tử sau đó đã mất mạng do mất máu quá nhiều. Người nhà hung thủ thì đều bảo là con mình ở nhà ngoan lắm. Khi các thẩm tra viên hỏi được thì biết đứa nhóc khi cầm súng lên thì đã cảm thấy bản thân như một kẻ vô địch. Từ đó cô biết được rằng khi sức mạnh quá lớn được trao vào tay loài người thì họ sẽ sớm bị sức mạnh đó nuốt chửng. Cô vẫn chưa dám chắc chắn về kết luận của bản thân cho đến khi thấy cô bé Haru biến thành rồng và mất kiểm soát, lo sợ bản thân cũng sẽ gặp chuyện tương tự nên cô mới rời khỏi đội Paladin. Và giờ khi cô đã thức tỉnh sức mạnh thì cô chọn gia nhập Phe Niêm Phong để họ khóa đi toàn bộ sức mạnh tâm linh của loài người và cả của cô. Nghe vậy thì chỉ huy chó quyết định sẽ cho cô một vũ khí Nebula để cô niêm phong loài người ngay sau đó. Shiraishi đã lao ra chặn đường Soya và Nozomi, cô ta muốn chen ngang cuộc vui của cả hai bằng cách thôi miên Soya. Nhưng ngay khoảng khắc cô ta úp cặp bưởi vào tay Soya thì cậu đã thoát khỏi thôi miên. Cậu nhận ra hình dạng thật của cô ta và ngay lúc này thì Benika đã mang vũ khí Nebula đến từ ngoài biển và xem thử Soya có đến lần nữa hay không, nhưng cậu giờ đây đã không còn muốn chiến đấu nữa. Jinko và Ketsensei cũng đến và nhận thấy Soya đã hết lý do và động lực để cậu chiến đấu nhưng Shiraishi lại ra sức khuyên nhủ Soya hãy tiếp tục chiến đấu, có điều lời của cô ta gần như chẳng có tác dụng gì với Soya. Cậu cho rằng bản thân chiến đấu trước giờ là vì mục đích cá nhân chứ chẳng phải vì muốn cứu trái đất hay gì cả. Cậu không có nghĩa vụ gì với nơi này vì hành tinh của cậu vốn đã bị phá hủy, mọi người thân thiết với cậu đều đã chết nên giờ cậu chẳng còn quan tâm gì nữa. Nozomi biết cậu đang đau khổ ra sao nên đã chọn đứng ra bảo vệ Soya và không yêu cầu cậu phải chiến đấu vì loài người nữa. Cô muốn kéo Soya chạy đi thì Torai đã đi ngang qua đây. Anh ta hỏi sao Soya không còn chiến đấu nữa thì Nozomi đã đứng ra nói giúp cho cậu. Thế là Torai cũng không ép cậu mà sẽ thay cậu bảo vệ thành phố này. Benika lúc này nhận thấy Soya không đến thì việc niêm phong của cô ta cũng dễ dàng thực hiện. Nhưng Torai đã xuất hiện và anh ta đã tự mò được cách để sử dụng sức mạnh tâm linh và tạo ra bộ giáp mà không cần lọ năng lượng. Anh ta sau đó đã bay lên để đối đầu với Benika. Cô không ngờ Torai lại làm được đến mức này nên đã lao ra đánh trả. Còn Soya thì ngồi quan sát trận đấu của cả hai thay vì đi di tản. Đột nhiên người từ thiên đường lại tìm đến và nghe cậu nói thì Jinko và Kessensei đều giật mình. Cậu không hề thích thú gì với việc gặp mặt người này khi người này ở trong hình dạng của anh trai cậu. Theo lời Kessensei thì chủng tộc này là dạng tiến hóa cao nhất của một sinh vật và có lời đồn rằng người của thiên đường cũng đã góp công xây dựng nên tổ chức Nebula. Và một kẻ như này lại muốn gì ở Soya trong lúc đó? Torai đã tỏ rõ sự áp đảo với Benica. Có điều Torai nhận ra Benica chưa hề tung toàn lực để đánh vì nếu không anh ta sẽ phải chật vật hơn. Việc cô thiếu nghiêm túc như này cũng phần nào chứng tỏ là cô không hề muốn hoàn toàn niêm phong nhân loại. Benica sau đó đã thua trận và được Iosuke xuống cứu. Còn Torai thì đến phá hủy vũ khí Nebula, quay lại với Soya, người từ thiên đường cho cậu biết là con rồng đã phá hủy quê hương cậu vẫn chưa chết mà đang ngủ ở vùng tối của mặt trăng. Và nó sắp thức giấc rồi nhưng soya vẫn nghĩ bây giờ đã là quá muộn rồi benica lúc này đã chìm vào giấc mơ ảo do vũ khí nebula gây ra cô mơ thấy người thám tử mà cô ngưỡng mộ vẫn còn sống và xem những thứ đã xảy ra ở ngoài thế giới thực mới là giấc mơ và ta cũng biết được việc iosuke chính là em trai của người thám tử đó iosuke lúc này thì đang ở bên benica và anh ta quyết định sẽ chiến đấu đến khi benica tỉnh lại anh ta dẫu biết bản thân không có chỗ trong giấc mơ của benica nhưng ít nhất iosuke hy vọng anh trai mình sẽ giúp benica được hạnh phúc còn soya lúc này thì hoàn toàn chán nản cậu chỉ muốn bản thân bị niêm phong và sống trong giấc mơ hoặc đợi đến khi con rồng đến hủy diệt cậu thì cậu sẽ được gặp lại mọi người ở thế giới bên kia nozomi sau đó cũng tìm đến và cô cho biết bản thân và bố mẹ vẫn chọn ở lại đây dù đa phần mọi người đã dọn đi hết benika lúc này cũng đã tỉnh lại và iosuke sau đó đã đến gặp chỉ huy chó và quyết định ra trận ông sẽ giao cho iosuke vũ khí nebula cuối cùng và xem thử quyết tâm của iosuke đến đâu Nozomi lúc này đã khuyên nhủ Soya để cậu lấy lại tinh thần. Đúng lúc này thì Iosuke đã mang vũ khí Nebula tới. Torai đã ra trận để cản Iosuke thì anh ta đã hợp nhất bộ giáp của bản thân với vũ khí Nebula đến tạo ra bộ giáp lớn hơn, chỉ một cú đá mà Torai đã bị sút văng đi xa cả nghìn mét. Phóng viên bay gần đó để lấy tin thì cũng đột nhiên bị niêm phong và mất động lực làm việc. Torai đã liên tục lao đến để rồi liên tục bị sút đi, đúng lúc này thì Miu và Haru cũng đến trợ giúp Torai. Có điều là cả hai cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bị ném văng đi như Torai. Iosuke không muốn mất thêm thời gian nữa nên đã bắt đầu giang tay để ôm lấy cả thế giới. Cứ thế cả thế giới nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của Iosuke. Anh ta sau đó đã niêm phong và khiến cả thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen và chìm vào giấc ngủ. Ngoại trừ Soya là vẫn còn có vẻ như bình thường, cả thế giới đã ngừng lại và Iosuke nghĩ bản thân đã hoàn thành công việc và quyết định trở về không gian để tự niêm phong chính mình xuôi a lúc này nhận ra bản thân không bị ảnh hưởng là do được người từ thiên đường giúp đỡ cậu đã xin anh ta giúp cứu mọi người và cậu sẽ đồng ý tiêu diệt con rồng như ý anh ta muốn thế là anh ta sau đó đã phóng to tâm trí của cậu ra để lời nói của cậu có thể chạm đến giấc mơ của những người bị niêm phong cậu sau đó đã nói với mọi người về tình trạng hiện tại của họ và nếu họ thực sự thỏa mãn với giấc mơ của mình thì cứ ngủ tiếp còn những ai thực sự muốn thức dậy thì hãy đưa tay lên cho cậu ai nấy sau đó đã thức dậy và soya đã xin lỗi sensei và mọi người đồng thời xin họ hãy cùng cậu tiếp tục chiến đấu trong lúc đó cả thế giới lúc này đều xúc động với giấc mơ họ vừa có được còn torai cùng hai cô bé thì đã lao lên và đáp trả lại iosuke anh ta bị đẩy lùi và buộc phải tỏa ra một đợt xét để đẩy cả ba người kia tránh xa Niu và haru sau đó suýt bị iosuke tóm được thì soya đã đến để hỗ trợ họ cậu muốn cả ba tránh ra để cậu chiến đấu Torai đã hỏi lý do cậu chiến đấu là gì thì cậu cho rằng cuộc chiến của riêng cậu đã kết thúc và giờ cậu sẽ chiến đấu vì những người cậu xem là bạn. Cậu đã cảm ơn đôi giày và cái bánh bao của Torai cho cậu trước đó và cho họ biết tên thật của bản thân. Cậu sau đó đã cùng Jinko và Kessensei tiến vào trong tàu vũ trụ để biến đổi thành robot chiến đấu cỡ lớn và đối phó với Iosuke. Iosuke sau đó đã tức giận lao đến đẩy lùi nhóm Soya. Anh ta cho rằng bản thân và Benika chỉ thực sự hạnh phúc ở trong giấc mơ, nơi người thám tử đó vẫn còn sống. Nhưng Soya đã cố khuyên nhủ Iosuke rằng mất mát chỉ là quá khứ và thứ họ nên trân trọng chính là hiện tại. Nhưng Iosuke chỉ bao bọc robot bằng dòng điện lớn để tấn công lại Soya. Cậu sau đó đã đẩy lùi Iosuke và vung một búa đấm vỡ robot khổng lồ của anh ta, Benika. Sau đó đã xuống đỡ lấy Iosuke. Còn Soya thì buông lời thách thức chỉ huy chó xuống đây làm một trận sòng phẳng. Chỉ huy chó sau đó đã chiếu hình ảnh xuống và gửi lời nhắn cho Ketsunsei rằng hai bên sẽ đấu một trận cuối sau một tuần nữa một tuần sắp đến là để họ chuẩn bị kỹ càng và hồi phục lại thể trạng hoàn hảo nhất nhóm paladin cũ cũng được mời đến xem và nezu bất ngờ trở lại đây dù ai nấy đều nghĩ là cậu ta đã chuyển đi rồi nezu đã hồi phục và trở lại bản tính tăng động như trước một tuần sau tất cả đã cùng đến một hòn đảo và chạm mặt nhau ở đây họ đã có mời ông lão nhưng ông đã không đến vì chỉ huy chó đã hết thiết bị để niêm phong cỡ lớn nên chỉ còn sót lại một bình niêm phong cỡ nhỏ do đó nếu kết sensei thua thì chỉ huy chó sẽ niêm phong một mình kết sensei Shiraishi và Soya sau đó đã cùng biến hình. Cả hai mở màn bằng việc cầm vũ khí lao đến đối phương. Chỉ trong một đòn mà cả hai bên đều đã bị hỏng mất vũ khí, Soya đã nhanh chóng trở lại thế tấn công nhưng vừa lao đến thì cậu đã bị Shiraishi vật xuống đất. Cậu sau đó tiếp tục lao đến thì lại bị ném đi. Soya sau đó quyết định dùng đến thuốc tăng lực. Kết Sensei hơi rén vì sợ tác dụng phụ nhưng đây là trận đấu cuối nên họ phải liều bằng mọi thứ có thể. Thấy bên mèo đã dùng thì bên chó cũng không ngại gì mà từ chối bên mèo thì mọc cánh và móng vuốt thì bên sói lại có áo choàng và hai lưỡi kiếm cả hai sau đó lao lên vờn nhau và từ dưới đất cả hai lại bay lên trời vờn qua vờn lại một lúc thì lên đến tận không gian Sirasi sau đó đã lấy ra một khẩu pháo đầu sói để khai hỏa còn soya thì dùng búa cỡ đại để chặn đòn bắn đó chỉ huy chó cho rằng kết luôn đặt lòng tin ở mọi sinh vật nhưng ông ta thì không thể làm được như thế vì vũ trụ không phải lúc nào cũng như kết nghĩ nên ông ta phải làm điều mà bản thân phải làm ket sensei thừa nhận tổ chức nebula của họ là những sinh vật đã trưởng thành về nhận thức nhưng trái đất thì vẫn còn non trẻ và khi một đứa trẻ lầm đường thì nghĩa vụ của người trưởng thành là phải dẫn dắt chúng soya và ket sensei đã tiến gần hơn và thành công tung một đấm để khiến khẩu pháo đó nổ tung cả hai bên sau đó rơi thẳng xuống mặt đất và được hai tàu vũ trụ đỡ lấy soya sau đó là người đứng dậy đầu tiên và cậu nói bên niêm phong cũng phải đứng lên vì cuộc chiến chỉ mới bắt đầu họ sau đó quyết định dùng đến cả tàu vũ trụ để chiến đấu nhưng trong lúc đó Ông Takezo cũng đang trên đường bay đến đây, hai bên lúc này đã vào tàu vũ trụ và biến sang dạng robot khổng lồ để lao đến vật nhau. Torai đã yêu cầu tất cả rời khỏi đảo để an toàn quan sát. Đang vật tay thì bên mèo đã vung chân đá một cú để đẩy bên chó ra. Soya sau đó đã lấy búa ra để nện thì bên kia cũng lấy ra vũ khí là mũi đục để đáp trả. Búa của Soya đã thua nhưng cậu đã nhanh chóng dùng tay còn lại để tung búa lấy lại một tay từ bên chó. Nhưng giờ bên chó có lợi thể để lấy lại nốt tay kia của Soya. Đột nhiên ông Takezo từ xa lao đến và tạo ra một thanh kiếm cực lớn để chém đứt mũi đục của bên chó. Soya không hiểu sao ông lại giúp cậu trong khi cậu là người đã xử con trai ông. Ông biết điều đó nhưng vẫn chọn hỗ trợ cậu. Benika biết ông đã dùng quá nhiều sức mạnh và Nezu lúc này đã gọi nhưng không thấy ông đáp trả lại nữa. Kết sensei đã bảo Soya đấm một lỗ trên người bên chó. Bên chó muốn né nhưng không kịp và bị đục một lỗ ngay trên người. Soya sau đó tách khỏi robot lớn để bay thẳng vào lỗ đó chỉ huy chó nhận ra nên cũng tách ra để đánh chặn. Cả hai sau đó lao thẳng vào nhau và tung đòn khiến dạng robot biến mất. Soya sau đó đã lao đến giữ Shirashi lại và ném chiếc quốc sắt cho Kate Sensei. Ông đã cầm nó và đấm vào thiết bị niêm phong của chỉ huy chó và chấp nhận ăn một đấm vào mặt. Ông cho rằng ông sẽ không để sự việc như hành tinh cũ của Soya tái diễn nên chỉ mong chỉ huy chó hãy đứng nhìn. Jinko cũng lên tiếng cho rằng người dân hành tinh của cô không hề oán giận vì bị xâm lược. Thế là chỉ huy chó đã nhận thua và quyết định sẽ đứng nhìn xây hành động. Họ sau đó trở về mặt đất và ai nấy đều nghĩ ông Takezo đã ra đi, nhưng Torai sớm nhận ra ông chỉ đang ngủ. Soya giờ mới cho họ biết về việc 4 đến 5 năm nữa thì con rồng trên mặt trăng sẽ tỉnh giấc. Và họ cần chuẩn bị kỹ cho đến lúc đó. Chỉ huy chó không tin được là tại sao họ không tìm được con rồng vào ngày trước. Nhưng Shirashi nhận ra được sự hiện diện của người từ thiên đường. Jinko và Ketsu-sensei quyết định nhờ trụ sở ở Nebula sửa chữa lại con tàu còn ông lão thì cho rằng vài năm nữa chắc ông cũng xuống lỗ luôn rồi. Sự kiện hôn mê trên toàn thế giới đã kết thúc với 80% dân số tỉnh lại, phần còn lại vẫn đang hôn mê nhưng cũng sẽ sớm tỉnh lại. Và nhóm một cái thì thời gian đã trôi qua vài năm, Soya và Nozomi đều đã trưởng thành. Chỉ sau 5 năm thì quân đội của Nebula đã tìm được vị trí của con rồng trên mặt trăng và họ để ý thấy ý thức của nó đang dần trở lại. Dự kiến vài tuần nữa là nó sẽ tỉnh giấc hoàn toàn. Hạn đội của cả Nebula thì vẫn chưa hoàn toàn trở về nên số quân lực để chiến đấu với con rồng trước mắt là rất ít ỏi. Còn ở trái đất, đã 4 năm qua người dân phải thấy cảnh con tàu của Nebula ở trên bầu trời. Tuy nhiên con tàu chỉ ở yên đó nên người dân đã chẳng còn lo lắng gì nữa mà cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên báo chí lại thổi phồng là người dân rất bất mãn về thứ đó và yêu cầu chính phủ can thiệp. Nhưng chính phủ không muốn làm dối tung lên vì Soya từng cảnh báo họ trong giấc mơ rằng người ngoài hành tinh mới đang xem họ là sinh vật nguy hiểm nên họ cần tránh những hành động hung hãn nhất có thể. Hội trưởng của Soya ngày trước giờ đây đang làm thêm một trong quán ăn và cô nhận thấy thứ trên bầu trời khá giống con mèo khổng lồ trên núi ngày trước. Trong lúc đó, Soya giờ đây đã là sinh viên đại học, cậu vẫn sống cùng Jinko và Kessensei. Cậu đã tạm biệt cả hai để đi tìm Nozomi. Soya giờ đây đã thành thục những khả năng tâm linh của bản thân có thể dùng thần giao cách cảm để tìm vị trí của Krat. Nozomi giờ đây cũng là sinh viên đại học và còn là thực tập sinh của Nebula. Cô đang học về thần giao cách cảm và muốn dùng nó để kết nối với Soya mọi lúc. Khả năng thần giao cách cảm của cô giờ đây còn cao hơn Soya. Cậu tự tin bản thân sắp tới sẽ đánh bại được con rồng. Nhưng người từ thiên đường muốn cậu đừng coi thường sức mạnh của nó và anh ta cũng thường xuyên cho cậu xem những hậu quả sẽ xảy ra với trái đất nếu con rồng không bị ngăn cản mục đích là để Soya không bị mất bình tĩnh khi bị kích động bởi một yếu tố bất ngờ nào đó. Nozomi đã dùng thần giao cách cảm để trò chuyện với anh ta và cho rằng Soya sẽ có thể xử lý được mọi chuyện. Anh ta tin việc ở cùng Nozomi mới thực sự giúp Soya đối mặt được với mọi thứ. Cả hai sau đó đã về tàu của Nebula và gặp lại Benika. Cô đã bảo cậu đến phòng tập trung và gọi Nozomi đi tập luyện thần giao cách cảm. Soya sau đó gặp lại Torai và đi cùng anh ta đến phòng họp. Tại đây cậu gặp lại mọi người. Đầu tiên là Miu và Haru. Soya khá rèn trước cả hai vì hồi trung học cả hai đã dụ cậu vào câu lạc bộ judo rồi hành cậu ra bã trong đó. Mãi mới lên đại học thì mới thoát được, cả hai đã hẹn cậu đi tập luyện vào một ngày nào đó để tiếp tục hành cậu ra bã. Còn cậu thì biết rõ bản thân cần tránh khỏi hai nhỏ này, cậu sau đó gặp lại Nezu. Cậu ta đang tán tỉnh một cô gái ở đây và Jinko đã gọi Soya đến đây vì buổi họp giờ chính thức bắt đầu. Cụ thể thì đây là con rồng, nó từng là một người của thiên đường một chủng tộc đã từ bỏ thân xác vật lý để tồn tại dưới dạng tinh thần nhưng con rồng này thì đã không trở thành như vậy mà tự trói buộc bản thân bởi lý tưởng chính nghĩa cực đoan và hóa thành rồng để đi thực hiện lý tưởng do đó việc của họ là phải ngăn chặn con rồng và nếu có thể thì hãy lấy thân xác của con người này ra khỏi cơ thể của con rồng để người từ thiên đường có thể đưa bản thể của con rồng này về với cộng đồng của mình vì nebula giờ đây đang thiếu thốn nhân lực nên họ mới phải nhờ cậy đến người trái đất do nebula không sản xuất và có phương pháp để chiến đấu nên họ sẽ trợ giúp nhóm người trái đất bằng những phương pháp thần giao cách cảm cư dân nebula đã hỏi soya chiến đấu ở trận lần này là vì mục đích gì liệu cậu có muốn trả thù con rồng hay không nhưng cậu chiến đấu là để cứu rỗi con rồng và cậu cũng muốn được tự mình tha lỗi cho con rồng đó iosuke lúc này thì đã đến thăm mộ của ông takeo ông đã mất cách đây không lâu và nhà sư này nghĩ iosuke là học trò của ông takeo do ông trước đây là một kiếm sĩ tài ba thật khó tin một người như ổng lại hẹo vì nghẹn bánh. Iosuke sau đó đã đến chỗ của Benika và Torai để nghe về nhiệm vụ sắp tới của họ. Torai cho biết họ sắp đánh với một sinh vật dài 8.000 mét khiến cả hai đều sốc vì không nghĩ con rồng lại to đến vậy. Tối đó, Soya và Jinko đã lên nóc nhà để tâm sự. Jinko thấy mới đó đã 5 năm trôi qua. Cô thích thú với việc được nhìn Soya làm những điều điên rồ. Cậu đã xin lỗi về việc mà hành tinh của cậu đã làm với tộc người của Jinko nhưng cô không hề oán giận cũng như người dân của cô vì họ là chủng tộc sống dựa vào tình yêu do đó họ mới gia nhập vào nebula cậu nghĩ xin cô tuyệt vời thì cô cho rằng cậu cũng chẳng khác cô vì cậu đã chiến đấu và bảo vệ cho trái đất nơi vốn chẳng phải là nhà của cậu đã vậy còn sắp chiến đấu và tha thứ cho con rồng đã phá hủy quê hương cậu cô luôn xem soya như một đứa em trai và tự hào về cậu vài ngày sau cả đoàn quân đã chính thức lên đường con rồng lúc này đây cũng đã tỉnh lại và chạm chán tổ chức Nebula một lần nữa. Nó suốt thời gian qua đã mơ thấy việc bản thân được chiến đấu cùng con người ở dưới trái đất. Nhưng đó không phải mơ mà hoàn toàn là sự thật vì ký ức của nó chính là Takashi đã chiến đấu cùng hội Paladin ở trái đất. Con rồng sau đó nhận thấy Soya và người từ thiên đường đã đưa tay để kêu gọi nó trở về với cộng đồng, nhưng nó không biết anh ta là ai nên đã từ chối. Con rồng giờ đây đã bắt đầu nổi điên và Nebula đã phải tung ra sóng thần giao cách cảm để ngăn cản nó nó đã thả ra một đám rồng nhỏ bay đến tấn công thì đội paladin cũng đã ra trận để bảo vệ tàu và mọi người trong lúc ai nấy lao lên chiến đấu thì nezu là người duy nhất ở gần tàu để bảo vệ nó con rồng sau đó đã cất cánh bay lên buộc soya cùng chỉ huy chó phải lao lên dùng mũi đục và búa để đẩy nó về lại mặt trăng người của thiên đường đã có lên tiếng khuyên nhủ con rồng nhưng có vẻ là chẳng có tác dụng gì nó sau đó đã bay lên lại và bắt đầu mặc kệ soya cùng chỉ huy chó để nhắm đến con tàu của nebula cả tàu đã phải bay lùi lại và để nhóm chiến đấu ngoài kia ra sức giữ con rồng lại trong vô vọng ai nấy dù đã ra đòn mạnh nhất lên con rồng nhưng đều bị nó tung ra một đòn giật xét để đẩy lùi soya và chỉ huy chó vẫn còn bám trụ thì nó liền giật thêm phát nữa để chỉ huy chó rơi ra con rồng sau đó nhận ra soya chính là người duy nhất còn sống của hành tinh mà nó từng hủy diệt quay lại trước đó torai đã phổ biến cho hai người kia biết việc họ sẽ dùng tàu nebula làm mồi nhử để dụ con rồng vào một cái hố vì phải có một cách nào đó mà xác con rồng lại ở mặt trăng tuy không rõ cái hố đó là do con rồng tạo ra hay là do tự nhiên nhưng việc của họ là phải đưa con rồng về lại cái hố đó và tránh xa trái đất ngay lúc này đây thì họ đang làm đúng như kế hoạch và công việc của đội thần giao cách cảm là vừa làm mồi nhử và vừa điều khiển trí não con rồng để nó không nhận ra nó đang đi vào bẫy ngay khi đã đến vị trí thích hợp thì cả con tàu nebula đã tách ra thành nhiều tiểu đội nhỏ khiến con rồng bị mất đà mà lao đến cái hố toàn quân sau đó đã cùng nhau hợp lực để đẩy con rồng vào trong đó. Con rồng biết bản thân đã mắc bẫy thì liền tấn công vào tâm trí của Soya, cậu tỉnh dậy và thấy bản thân vẫn ở quê nhà. Anh trai cậu vẫn còn đó và bạn bè của cậu thì đang chờ cậu về chơi với họ. Anh trai đã gọi cậu về nhà thì đột nhiên con rồng xuất hiện và tàn phá nơi đó buộc anh trai cậu phải bay đi và chiến đấu. Cậu sau đó đã chạm mặt con rồng, nó bảo cậu hãy cam thù nó và trở thành một người thừa kế lý tưởng về thứ công lý cực đoan của nó. Nhưng cậu giờ đã nhận ra bản thân đang ở trong tâm trí nên đã tuân theo đúng lời hứa với mọi người mà từ chối con rồng. Cậu sau đó được người từ thiên đường kéo ra khỏi tâm trí và tỉnh lại với kết và Jinko. Cậu đã kích hoạt cây búa và giáng thẳng một đòn vào con rồng và thành công đẩy nó vào trong cái hố. Khi đã đẩy vào đủ sâu thì ai nấy đã bắt đầu quay ngược ra. Phần lớn người Nebula đều thoát ra an toàn nhưng nhóm Paladin lại gặp trục trặc khi có vài người bị hết năng lượng. Torai cùng Benika và Iosuke đã đảm nhiệm việc kéo ba người kia ra ngoài, Soya lúc này đã ra khỏi hố thì phát hiện nhóm Paladin đang bị con rồng nhắm đến. Họ có thể ra kịp nhưng sẽ bị con rồng kéo lại. Kết và Jinko hiểu ý của Soya nên đã gật đầu để cùng cậu hành động. Cả ba sau đó lao đến và giáng một cú vào đầu con rồng rồi ôm nó vào sâu hơn bên trong cái hố. Nhóm Paladin nhờ đó mà thoát ra an toàn nhưng nhóm Soya thì lại biến mất vào trong cái hố cùng với con rồng. Ai nấy đều nghĩ cả ba đã hy sinh vì trong cái hố đó là một cơn bão vũ trụ thứ sẽ xé tan mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Con rồng chả muốn làm gì nữa vì vài phút nữa nó sẽ tan thành cát bụi. Nhưng Soya đã ép nó mở miệng ra rồi lao thẳng vào trong. Nó cố giật điện để họ thoát ra nhưng Soya đã liều mình để cùng mọi người lao thẳng vào trong. Người từ thiên đường sau đó đã bọc lấy cả ba và đưa cả ba đến chỗ bản thể của con rồng. Ông ta cho rằng họ đến đây giờ cũng vô nghĩa vì vài phút nữa nơi này sẽ sụp đổ. Nhưng Soya đến chỉ để muốn nói rằng cậu cảm ơn con rồng vì đã cho cậu xem lại hình ảnh quê nhà một lần nữa cậu cũng sẽ quên đi thù hận với nó tiếp theo là jinko cô muốn cảm ơn con rồng vì nhờ nó mà bộ tộc của cô mới được cứu còn lại là ket sensei ông đã chứng minh được cho con rồng thấy rằng vũ trụ vẫn có thể phát triển nhờ vào tình yêu và ông cũng đã hoàn thành lời thề khi dạy dỗ soya lớn lên và trở thành một con người bao dung con rồng sau đó cũng đã yên nghỉ ra đi với ký ức về cha mẹ lúc còn ở trái đất cả con rồng sau đó sụp đổ và soya cùng jinko đã vào trong dạng biến hình của ket sensei để tìm lối ra Người từ thiên đường đã chỉ cho Soya bắt lấy lọ thuốc để cậu có thể bay và chỉ dẫn cậu ra khỏi con rồng cũng như là ra khỏi cơn bão này. Cậu đã đi qua một cánh cổng và bất ngờ khi bên kia cánh cổng chính là hành tinh quê nhà đã lụi tàn của cậu. Người từ thiên đường cho biết yêu cầu anh ta nhờ cậu đã được hoàn thành và mong sau này cả hai sẽ có cơ hội gặp lại. Cả ba sau đó tiếp đất trên hành tinh đã lụi tàn. Soya sau đó đã phát hiện một bông hoa mọc lên từ hành tinh đã chết này. Cậu rất xúc động vì hành tinh này vẫn còn sự sống và có thể hồi sinh trở lại đúng lúc này thì tàu của chỉ huy chó đã đến đây để đón họ ai nấy đều vui mừng vì nhóm soya vẫn sống sót công lao phần lớn đều đến từ nozomi do thần giao cách cảm của cô lại bao phủ được xa đến tận đây để tìm soya cậu sau đó nhìn thấy hình ảnh của anh trai cậu thì liền mỉm cười và cảm ơn tất cả phim đến đây cũng là kết thúc